Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay thầy và các bạn lại gặp lại nhau và chúng ta sẽ cùng nhau đi về chuyên đề hình học các bài toán về tứ giác nội tiếp nâng cao. Ở chương trình mà trên lớp các bạn đã học về tứ giác nội tiếp, đó là những dạng rất là cơ bản. Đó là những dấu hiệu mà nhìn vào là chúng ta ra. Tuy nhiên, về mảng tứ giác nội tiếp nâng cao này thì ngoài những cái dấu hiệu thông thường, chúng ta cũng cần phải có những sự linh hoạt nhất định để chúng ta giải những bài tập nâng cao và khó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các bài toán nó như sau. Bài toán thứ nhất, cho hai đường tròn O và Y, tâm O và tâm Y cắt nhau tại A và B. O và Y nằm khác phía đối với AB. Thì rõ ràng hai đường tròn mà cắt nhau thì rõ ràng là đường nối tâm vuông góc với dây chung. Đúng không ạ? Đường thẳng IB cắt đường tròn O tại C, đường thẳng OB cắt đường tròn Y tại D, chứng minh rằng OADC là tứ giác nội tiếp. Bây giờ thầy sẽ tiến hành vẽ hình và chúng ta sẽ đi lời giải cho bài tập thứ nhất này. Hai đường tròn O và Y cắt nhau tại A và B ha. Thì như thầy đã nói, đó là đường thẳng OA vuông góc với đường thẳng AB, tức là dây chung. Tiếp theo đó là gì? Là đường thẳng IB cắt đường tròn tâm O tại C. Đường thẳng IB cắt đường tròn tâm O tại C. Đường thẳng OB cắt đường tròn tâm Y tại D. Đường thẳng IB cắt đường tròn tâm O tại C và OB cắt tại D. Rồi thầy đã vẽ xong hình. Chúng ta có OBD thẳng hàng, IBC cũng thẳng hàng luôn. Và đề của chúng ta yêu cầu chứng minh OADC là tứ giác nội tiếp. Rồi bây giờ thầy sẽ như thường lệ, thầy sẽ chuyển hình vẽ này vào trong màn hình của chúng ta. Rồi thầy đã chuyển xong vào màn hình chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chứng minh luôn ha. Đầu tiên, muốn chứng minh tứ giác OA DC là tứ giác nội tiếp, chúng ta cần phải có những cái dấu hiệu chung để chúng ta có thể xét được. Thì trước hết, thầy muốn các bạn nối Y với A và Y với D lại. Được chưa? Bây giờ các bạn hãy nhìn cho thầy góc O A Y. Thầy ký hiệu góc màu vàng ha. Góc O A Y này chắc chắn sẽ bằng góc gì? O B Y rồi. Lý do rất là đơn giản thôi. Đó là gì? Các bạn có thể xét hai tam giác O A Y và O B Y, chúng bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Tam giác, thầy sẽ viết vắn tắt lại ha. Tam giác OAI bằng tam giác OBI theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Vì sao? OA bằng OB bằng bằng R của đường tròn tâm O, IA bằng IB bằng R khác của đường tròn tâm Y. Đúng rồi. Tiếp theo đó là OI là cạnh chung, cho nên dễ dàng nhận ra được đó là tam giác OAI bằng tam giác OBI. Mà hai tam giác bằng nhau, thầy suy ra được là gì?
suy ra được góc OAI bằng góc OBI. Đây là hai góc tương ứng. Tiếp theo, thầy muốn các bạn lưu ý cho thầy một góc màu đỏ này. Thầy đang chuẩn bị ký hiệu đây. Đó là góc IBD. IBD này. Nó bằng góc nào các bạn? Đó là bằng góc IDB ha. Tam giác IBD cân tại Y. Vì sao? Vì B và D cùng nằm trên đường tròn tâm Y. Đúng chưa? Cho nên thầy suy ra hai góc ở đáy nó bằng nhau. Thầy sẽ viết ngắn gọn lại như sau. Đó là gì? Đó là góc IBD bằng góc IDB. Lý do là tam giác BID cân tại Y. Và các bạn nhìn cho thầy thấy được điều gì? Đó là góc màu vàng cộng góc màu đỏ bằng bao nhiêu độ? Góc OBI cộng góc IBD thì bằng 180 độ, đó là kề bù. Đúng không? Vậy thầy suy ra được hai góc tương ứng bằng với nó thì cũng bằng 180 độ. Thầy suy ra được luôn, từ hình vẽ thầy suy ra được luôn, đó là tứ giác OAID nội tiếp. Vì sao? Bởi vì ta có góc màu vàng này bằng góc màu vàng này, góc màu đỏ này bằng góc màu đỏ này, hai góc vàng cộng đỏ kề bù theo trường hợp dưới, và chúng ta so sánh lên trên chúng ta được tổng hai góc đối bằng 180 độ. Hoàn toàn tương tự, các bạn xét tiếp cho thầy vẫn đó là OAI bằng OBI, lần này sẽ là góc màu xanh ha. Đó là góc OCD và góc OD, thầy nói nhầm, OCB và góc OBC, hai góc màu xanh này. Đúng không ạ? Hoàn toàn tương tự thì các bạn có thể suy ra được đó là gì? Hai góc này bằng nhau bởi vì là tam giác OCCB cân tại O. Đúng không? Mà góc vàng cộng góc xanh bằng bao nhiêu độ? Bằng 180 độ. Suy ra vàng cộng xanh bằng 180 độ. Chúng ta sẽ viết ngắn gọn như sau. Hoàn toàn tương tự. Suy ra tứ giác OAIC nội tiếp. Và chúng ta cần lưu ý với thầy một cái điều như thế này. Đó là qua 3 điểm không bằng hàng, ta chỉ vẽ được duy nhất một đường tròn. Một đường tròn đi qua ba đỉnh đó, đúng không? Bài học trước thì bài học về điểm cố định, đường cố định thầy đã nói rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta có tứ giác OAID nội tiếp, tứ giác OAIC nội tiếp. Từ các điều này thầy suy ra cả 5 đỉnh OAIDC cùng nằm trên một đường tròn. Vậy khác nào là thầy suy ra được điều phải chứng minh luôn, đúng không các bạn? Tứ giác OADC là tứ giác nội tiếp. Đó, một phương pháp cũng rất là hay. Ngay từ bài đầu tiên, nó không yêu cầu gì nhiều, nó chỉ yêu cầu chúng ta chứng minh tứ giác nội tiếp thông qua hai tứ giác nội tiếp khác gián tiếp để chúng ta suy ra nó cùng nằm trong đường tròn. Chúng ta kết thúc bài toán thứ nhất và chúng ta chuyển qua bài toán tiếp theo. Chúng ta vào bài toán số 2, cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, C và D là hai điểm trên nửa đường tròn, C thuộc cung AD, có nghĩa là ACDB theo đúng thứ tự đó theo một cái nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại C và D cắt nhau tại E, AD và BC cắt nhau tại F, EF cắt AB tại M, chứng minh rằng tứ giác CEDM nội tiếp. Thầy sẽ tiến hành vẽ hình ngay bây giờ luôn ha. Đầu tiên thầy sẽ vẽ một cái cung tròn. Đây là cung AB. Sau khi vẽ xong thì tắt cái đối tượng lưới đi cho nó thẳng hàng thôi, không có gì hết. Rồi, C và D là các điểm nằm trên cung, trên nửa đường tròn. C và D thầy lấy như vậy. Thì đồng nghĩa chúng ta mặc định là chúng ta hiểu được đó là gì? Đó là góc ACB và góc ADB bằng 90 độ. Đúng rồi. Bởi vì đây là cái góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Thầy sẽ kéo nó lại cho nó đừng có cân quá, chứ cân quá nhìn nó không có hay ha. Nó không có một cái tam giác, vẽ nó rất là bình thường thôi. Tiếp theo là gì ha? Tiếp tuyến tại C và D lần lượt cắt nhau tại E ha. C D cắt nhau tại E. Rồi. Thầy nối nó lại với nhau ha. Nối OD, OC lại với nhau. Để thầy chỉ rõ ký hiệu tiếp tuyến. Tiếp theo chúng ta có là gì? AD và BC cắt nhau tại F. Hai đường chéo của một tứ giác ABDC nội tiếp, đúng không ạ?
các nhau tại F. Và nếu các bạn nhìn thì các bạn có thể thấy được đó là gì? Đó là EF vuông góc với AB luôn. Tuy nhiên chúng ta đó chính là chúng ta chỉ nhìn bằng mắt thôi, chứ chúng ta chưa hề chứng minh. Muốn chứng minh, muốn có được điều này chúng ta phải chứng minh đấy. Tiếp theo là gì hả? EF cắt AB tại M. Có nghĩa là M là chân đường cao, nhưng mà chúng ta phải chứng minh. Rồi thì chuyển xuống dưới. Chứng minh CE DM là tứ giác nội tiếp. Thầy sẽ tắt các đối tượng này đi, thầy sẽ nối đoạn lại ha. Rồi, thầy đã vẽ xong hình và bây giờ thầy sẽ làm nhiệm vụ tương tự. Đó là thầy chuyển cái hình này vào trong bảng của chúng ta. Rồi, thầy đã chuyển xong rồi. Và với bài toán này á, khi mà chứng minh như vậy thì chúng ta bắt buộc phải dùng những yếu tố phụ. Chúng ta phải dùng những yếu tố phụ để chúng ta chứng minh bài toán này, đúng không? Chứ nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta không thể nào mà chúng ta nói ngay được EF chính là đường thẳng vuông góc với AB tại M được. Nếu mà chúng ta có được cái đường vuông góc này, đồng nghĩa chúng ta có luôn điều phải chứng minh. Bởi vì sao? Bởi vì theo như bài 1 là chứng minh CE DM nội tiếp thì điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có CEDO là tứ giác nội tiếp rồi. Đúng chứ? CEDM nội tiếp khi và chỉ khi EDOM là tứ giác nội tiếp thì thầy suy ra cả năm điểm điểm này cùng nằm trên một đường đường tròn luôn, đúng chứ? Đây là một cái ý tưởng của bài toán nhưng mà chúng ta cần phải chứng minh được điều đó. Thầy chỉ cần chứng minh góc này vuông là xong, đúng chứ? Khi mà góc này vuông thì EDOM là tứ giác nội tiếp, từ đó ta kết luận năm điểm cùng nằm trong đường tròn hay còn gọi là đồng vi, đúng chứ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên, thầy muốn lấy điểm T là điểm đối xứng với C qua E. Thầy lấy điểm T là điểm đối xứng với D qua E, với C qua E ha. Đây là điểm T. Lấy T đối xứng với C qua qua E. Thì như các bạn đã biết, theo tính chất các tuyến cắt nhau, tính chất các tuyến cắt nhau ha, chúng ta có quyền suy ra được CE bằng ED, đúng chưa? Bởi vì sao? E là giao điểm của hai đường tiếp tuyến, của hai điểm bất kỳ trên đường tròn, trừ hai điểm đó là hai điểm của đường kính thì AB. Nếu mà đường kính thì chúng ta vẽ tiếp tuyến thì chúng sẽ song song và chúng ta không có giao điểm, còn lại khác hai cái điểm đường kính đó. Ví dụ như CD là hai điểm khác, hai điểm nối với nhau tạo thành đường kính đó. Thì rõ ràng là CE bằng CD, thầy nói nhầm, CE bằng ED. Mà theo giả thiết của chúng ta, có nghĩa là theo cách lấy của chúng ta, có nghĩa là chúng ta công nhận luôn bằng luôn ET chứ, đúng không? Nếu mà bằng luôn ET vậy bây giờ thầy sẽ nối C với D lại với nhau thì các bạn nhận được gì? Đó là tam giác DCT có đường trung tuyến DE ứng với cạnh CT bằng nửa cạnh CT. Thầy có được cái góc CTD. Thầy nói nhầm, thầy có được góc CDT là góc vuông, đúng không các bạn? Xét tam giác CDT có trung tuyến DE ứng với cạnh CT và bằng nửa cạnh gì ạ? Cạnh CT. Chúng ta suy ra tam giác CDT vuông tại tại D theo định lý đảo của trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh. Nửa cạnh đó thì tam giác đó vuông. Đúng không mày? Cho nên khi mà tam giác vuông thầy suy ra được là gì ha? E là tâm đường đường tròn ngoại tiếp tam giác CDT.
Bây giờ các bạn sẽ cùng cộng góc với thầy ha. Các bạn hãy nhìn cho thầy góc CFD. CFD. Đây, góc này. Góc màu vàng ha. Góc CFD cộng với góc T, cộng với góc màu đỏ góc T này thì bằng cái gì? Góc CFD cộng với góc T sẽ bằng cái gì? Góc CFD là góc ngoài của tam giác DFB, đúng không? CFD góc màu vàng là góc ngoài của tam giác này CFB, cho nên sẽ bằng tổng số đo hai góc trong không kề nó. Thầy sẽ viết lại bằng góc FDB cộng với góc DBF, và vẫn cho cộng với góc T, thầy vẫn giữ nguyên ha. Sẽ bằng gì ha? Góc FDB chính là góc góc ADB, là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, cho nên bằng 90 độ, cộng với lại góc DBF, DBF tức là góc nội tiếp chắn, chắn gì các bạn? Chắn cung CD, cho nên sẽ bằng nửa số đo góc ở tâm. Thầy sẽ viết lại sẽ bằng gì? Bằng góc COD chia đôi. Và góc T, thầy sẽ viết lại là góc gì? Các bạn nhìn ạ, góc T lại là một góc mà như thế nào ạ? Lại là một góc của ở đáy của một tam giác cân nào đó. Tam giác cân đó là tam giác EDT, cân tại E, đúng chưa? Cho nên cái góc này thầy ký hiệu màu đỏ luôn ha. Góc EDT cũng màu đỏ, cũng bằng góc TD luôn, mà bằng luôn góc gì ha. Này, hai góc màu đỏ này bằng nhau vì hai góc ở đáy của một tam giác cân, đúng chưa? Cho nên nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng góc ngoài này chia đôi, đúng không các bạn? Bằng góc CED chia đôi, đúng không? Bởi vì sao? Tổng hai góc này sẽ bằng góc ở ngoài, đúng chưa? Thầy sẽ viết cộng với góc CED chia đôi. Đúng mà. Thầy nói lại, bây giờ thầy muốn cộng hai cái góc màu vàng với màu đỏ lại với nhau, thầy sẽ cộng như thế nào? Cộng góc màu vàng thì sẽ bằng tổng góc trong không kề nó, tức là góc 90 độ cộng với góc này. Mà góc này bằng nửa góc gì? Góc COD, đúng không ạ? Còn góc T này thì bằng góc EDT, tam giác ETD, cân tại E, đúng chưa? Và đến đây thì cộng lại thì được cái gì? Bằng 90 độ thì giữ nguyên. COD và CED là hai góc đối nhau của một tứ giác CEDO nội tiếp, đúng không? Tứ giác CEDO nội tiếp quá dễ dàng để chúng ta chứng minh vì có tổng hai góc trong hai góc đối là 90 cộng 90 bằng 180 độ, đúng chưa? Và thầy viết lại là cộng cho 180 độ chia 2 sẽ bằng 180 độ luôn, đúng không bạn? Có nghĩa thầy có góc vàng cộng với góc đỏ này bằng 180 độ, đồng nghĩa với tứ giác CFDT nội tiếp, đúng chưa? Thầy suy ra CFDT là tứ giác nội tiếp. Mà như lúc nãy thầy đã nói rồi, E chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CTD, cho nên F cũng nằm trên đường tròn này luôn. Và đồng nghĩa đến cái chỗ này thầy sẽ gạch một cái dấu này. Đây, CE bằng EF bằng ED bằng ET luôn, đúng chưa? Đến đây thì thầy suy ra được là gì? CE bằng EF luôn. Thật ra các bạn có thể viết tiếp, nhưng mà thầy nghĩ thầy chỉ cần cái đoạn CE, CE bằng EF thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác CEF cân tại E ha. Xét tam giác CEF cân tại E, ta có là gì? Các bạn có cái gì ha? Đó là góc ECF, là góc này. Thầy sẽ lấy ký hiệu góc màu xanh ha. Góc ECF sẽ bằng góc EFC
Đúng chưa? Mà góc ECF thì bằng góc gì? ECF chính là góc tạo bởi tiếp tuyến CE và dây cung CB, cho nên sẽ bằng nửa số đo. Sẽ bằng nửa số đo cung CB. Đúng mà. Cho nên cái góc màu xanh này của thầy này, góc ECF á, sẽ bằng góc góc nào đó chắn cung CB. Và các bạn nhìn thấy đó là góc CAB, đúng chưa? Thầy sẽ nối C với A lại ha. Đó, vậy cái góc này màu xanh luôn ha. Đúng rồi, chúng ta có được là góc ECF, đó là thầy sẽ viết lại ha. Góc ECF sẽ bằng góc gì các bạn? Sẽ bằng góc EFC. Sẽ bằng góc CAB. Mà các bạn hãy quan sát cho thầy tứ giác CFMA có góc CAM bằng góc CFM, có phải là dùng tính chất của góc ngoài tứ giác nội tiếp đúng chưa? Đến đây thì các bạn suy ra được là gì? CAMF là tứ giác nội tiếp. Đúng chưa? Tính chất góc ngoài hai góc này bằng nhau. Và từ cái chuyện mà hai tam giác nội tiếp thầy sẽ suy ra là gì? Đó là tổng hai góc đối còn lại cộng lại sẽ bằng 180 độ. Mà góc đối thứ nhất tức là góc AC ACF bằng 90 độ. Thầy suy ra được là gì? Suy ra được góc FMA bằng 90 độ. Và đến đây thầy sẽ suy ra FMA 90 độ. FMA bằng 90 độ đồng nghĩa với việc thầy có là gì hơn? Tứ giác EDM OM nội tiếp, đúng chưa? Mà EDOC nội tiếp rồi, suy ra 5 điểm này cũng thuộc đường tròn, đồng nghĩa với CEDM là tứ giác nội tiếp. Thầy có điều phải chứng minh luôn ha. Đó thì bài toán số 2 là một bài toán mà chúng ta phải vẽ cái yếu tố phụ để chúng ta tìm ra được cái lời giải của bài toán. Đó là các góc tính chất của góc ngoài tứ giác nội tiếp cũng như là qua ba điểm không tăng hàng có duy nhất một đường tròn đi qua, đúng chưa? Và thầy sẽ chuyển qua bài toán tiếp theo. Chúng ta vào bài toán số 3. Cho điểm M nằm trong tam giác ABC, tam giác này tam giác nhọn ha. Sao cho góc MBA bằng góc MCA. D là điểm đối xứng với M qua trung điểm Y của BC. AM cắt CD tại E. CM cắt AD tại F, chứng minh rằng MEDF là tứ giác nội tiếp. Thầy sẽ tiến hành vẽ hình ha. Về cái kỹ thuật vẽ hình này thì thầy nghĩ là các bạn vẽ ra và các bạn cho một cái góc tương đối thôi, bởi vì là khi mà điểm M nằm trong vào nằm bên trong tam giác ABC, các bạn hãy quy ước đó là điểm M nằm một cái góc tương đối để cho bài toán được chính xác hơn. Ở đây thầy thí dụ thầy vẽ góc ABM bằng 22,24 độ đi. Và tiếp theo là cái góc gì? ACM cũng bằng 22,24 độ. Và sau đó thầy sẽ cho giao lại với nhau, thầy sẽ được điểm M. Hoặc là các bạn thích góc bao nhiêu độ cũng được, miễn là chúng ta có được cái điểm M này là điểm thỏa mãn được yêu cầu của bài toán. Còn cái góc này thầy sẽ tắt đi, thầy không cần lắm, thầy không cần cái độ lớn, cái tên lắm. Thầy sẽ tắt các đối tượng như là đây và đây đi, thầy tắt luôn các đoạn thẳng này đi rồi. Và thầy đã có cái đề bài yêu cầu. Tiếp theo là đề nói Y là trung điểm BC. Y. D là điểm đối xứng với M qua Y. Rồi. Được chưa? Tiếp theo đó là AM cắt CD tại E. AM cắt CD tại E.
AD cắt CM tại F đúng không? CM cắt AD tại F. Rồi, thầy cũng vẽ xong hình rồi ha. A, E. Thẳng hàng. Tuy nhiên thầy sẽ muốn kéo cái hình cho nó rõ ràng hơn xíu. Rồi, vậy đi. Đề toán yêu cầu chúng ta chứng minh gì ạ? Đề toán yêu cầu chúng ta chứng minh MEDF. MEDF là tứ giác nội tiếp. Thầy sẽ thử kiểm tra bằng bằng máy xem sao ha. CMDF. À đúng là tứ giác nội tiếp. Bây giờ thầy sẽ tiến hành vẽ đưa hình vẽ vào trong bảng của chúng ta để chúng ta tiến hành chứng minh ha. Ừ, hơi nhỏ ha. Rồi, có vẻ thì vẽ hình có vẻ ổn hơn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chứng minh bài toán này, đó là FMED là tứ giác nội tiếp. Thì với bài toán này chúng ta chỉ có một cái cơ sở duy nhất, đó là góc MBA bằng góc MCA. Tuy nhiên đây là chưa đủ để chúng ta giải quyết bài toán. Cái thứ hai đó là chúng ta có là gì? D là đối xứng với M qua Y, qua trung điểm Y của BC. Đồng nghĩa chúng ta hiểu được đó là gì? BMCD là hình bình hành, bởi vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Đúng không ạ? Vậy với cái bài toán này thầy sẽ bày cho các bạn một kỹ thuật khác, đó là các bạn sẽ sử dụng, đó là kỹ thuật dựng hình bình hành. Cụ thể ở đây thầy sẽ dựng hình bình hành AMBN. AMBN. Bây giờ thầy sẽ dựng hình bình hành lên ha. Thầy dựng một đường thẳng song song với AM, đường thẳng tiếp theo song song với BM đi qua A ha. Rồi. Thầy đã dựng xong. Và đây là điểm N của thầy ha. Dựng hình bình hành A M B N. Sau khi dựng hình bình hành xong thầy sẽ có điều gì? Thì trước hết thầy có góc MBA bằng góc MCA, thì đồng nghĩa nó bằng luôn góc BAN. Lý do là sao đây trong? Đúng rồi. Tiếp theo đó là thầy sẽ dựng nối N với D lại ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng với thầy xem cái điều gì xảy ra ở đây. Đó là chúng ta có hình bình hành BNAM cách dựng BMCD giả thiết cho. Vậy thì các bạn có được là gì? Có phải là AN song song với CD không? Vì lý do cùng song song với lại là BM. Đúng chưa? Và AN cũng bằng CD luôn. Lý do vì cùng bằng BM. Đúng rồi. Đồng nghĩa với việc chúng ta có một tứ giác có hai cặp, có một cặp cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau, thì thầy suy ra được đó là gì? ANDC là hình bình hành. Đúng rồi. Bây giờ các bạn hãy xét cho thầy tam giác NBD và
A, M, C. Hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, đúng chưa? Các bạn có thể dễ dàng chứng minh được đó là tam giác NBD bằng với tam giác AMC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, đúng chưa? Cạnh này bằng cạnh này vì hình bình hành cách dựng, cạnh này bằng cạnh này vì giả thiết cho hai cạnh này bằng nhau vì chúng ta vừa tạo ra hình bình hành mới nữa, đúng không em? Mà hai hình này bằng nhau, hai thầy nói nha, hai tam giác này bằng nhau, thầy suy ra hai góc tương ứng của chúng bằng nhau, có nghĩa góc MCA sẽ bằng góc BDN. Còn căn bản góc MBA thì bằng góc BAN theo tính nhất xoáy trong rồi. Vậy chúng ta có góc này bằng góc này, góc này bằng góc này, suy ra hai góc này bằng nhau đúng không? Vậy thì các bạn nhìn ra cho thầy chưa? Suy ra là gì? NBDA là tứ giác nội tiếp. Vì sao? Bởi vì ta có hai đỉnh A và đỉnh D cùng nhìn cạnh NB dưới một góc bằng nhau. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ suy ra được cái góc này, góc mà thầy tô màu vàng ha. Sẽ bằng góc này. Lý do cùng chắn cùng BD, đúng chưa? Mà chúng ta có một cái điều nữa cũng rất là hay, đó là từ hai tam giác NBD và AMC bằng nhau, ta suy ra được cái góc tương ứng, tức là góc BND này cũng bằng góc MAB, MAC đúng không? Đúng chưa? Vậy thì đến đây thầy sẽ đủ để thầy kết luận được là gì? Thầy suy ra đó là góc gì? BAD sẽ bằng góc MAC. Lý do rất đơn giản thôi, vì cùng bằng góc BND. Một kỹ thuật hình bình hành cho chúng ta hai cái góc này bằng nhau, và hai góc này bằng nhau là yếu tố tiên quyết để chúng ta có thể suy ra được tứ giác MEDF nội tiếp theo đề bài yêu cầu đây. Vậy thì chúng ta sẽ cùng suy ra xem như thế nào. Các bạn hãy cùng xem nghe. Thì bây giờ các bạn hãy cùng chú ý với thầy góc màu đỏ ha, góc màu đỏ là góc MEC, góc MEC sẽ bằng góc nào các bạn? Sẽ bằng góc BME, đúng rồi, bằng góc BME vì lý do rất là đơn giản thôi, đây là bình hành cho nên là chúng ta có yếu tố xoáy trong, đúng chưa? Mà góc BME các bạn nhìn cho thầy chính là góc ngoài của tam giác BAM, đúng không? Góc ngoài của BAM thì thầy sẽ viết lại sẽ bằng tổng hai góc trong, không kể nó, sẽ bằng góc ABM cộng với góc gì ạ? BAM, đúng chưa? Mà góc BAM, B góc ABM này thầy sẽ thay bằng góc gì? Thầy sẽ thay bằng góc MCA. ABM thì thay bằng MCA. Giả thiết cho đó, và cộng với góc BAM này, BAM này sẽ bằng góc gì? Màu vàng cộng với lại miếng FAM, đúng chưa? Vậy thì thầy sẽ thay bằng gì? Màu vàng này cộng với miếng miếng FAM, đúng chưa? Tức là góc FAC, đúng rồi. Mà góc FAC cộng với góc MCA có phải là bằng góc ngoài, góc ngoài tại cái đỉnh còn lại của tam giác FAC không? Cho nên cái chỗ này thầy sẽ viết lại là bằng góc gì đây? Bằng góc DFM. Bằng góc DFM thầy sẽ ký màu đỏ hơn. Đúng như vậy. Và khi mà góc MEC mà bằng góc DFM thì theo cái dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp đó là tính giác góc ngoài. Đúng không các bạn? Thì ta sẽ suy ra được là MEDF là tứ giác nội tiếp. Wow, một cái bài toán mà chúng ta không sử dụng yếu tố đường phụ, không bao giờ chúng ta có thể gọi là giải quyết được bài toán này. Thì thầy cũng vừa kết thúc xong bài toán số 3, một ý tưởng cũng rất là hay để chúng ta có thể giải quyết những bài toán về tứ giác nội tiếp, về nâng cao. Ha, và chúng ta sẽ chuyển qua bài toán thứ tư. Chúng ta vào bài toán số 4 cho tứ giác ABCD nội tiếp sẵn trong một đường tròn ha, đường tròn tâm O đi, cứ ví dụ vậy. AC cắt BD tức giao hai đường chéo là tại E. TAD cắt TBC tại F, dựng hình bình hành AEBG
gọi H là điểm đối xứng với E qua AD, chứng minh rằng bốn điểm AFHG cùng thuộc một đường tròn. Thầy sẽ tiến hành vẽ hình. Thì thầy vẽ một đường tròn bất kỳ luôn ha. Rồi, thầy vẽ một đường tròn tùy ý, đường tròn tâm O. Và tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp trong đường tròn đó ha. A, B, C, D. Rồi, tiếp theo thầy có E là giao điểm của hai đường chéo. D, A, B, C. Thầy kéo này lên cho nó khỏi phải là gì? Là đường kính ha. O thì để né vào đây. Rồi. Tia AD cắt tia BC tại F thì thầy viết vẽ đường luôn ha. AD cắt BC tại F. Rồi ta có điểm F đây. Tiếp theo đó là thầy dựng hình bình hành AEBG. Dựng hình bình hành thì thầy sẽ dựng hai đường thẳng song song. Rồi, đây là điểm G của thầy ha. Rồi. H đối xứng với E qua AD. Rồi, đây là điểm H. Thầy sẽ ký hiệu góc vuông cho các bạn thấy rất là rõ ràng ha. Và thầy tắt cái điểm này đi, chứ không cần thiết lắm. Rồi, chứng minh rằng AFHG đồng vi. AFHG đồng vi là cùng thuộc một đường tròn đó. Thì bây giờ thầy sẽ kiểm tra bằng máy xem thế nào. AFHG, à đúng là đồng viên thiệt. Rồi bây giờ thầy sẽ chuyển vào trong bảng để chúng ta có thể dễ dàng chứng minh thôi. Hơi to nhưng mà thầy nghĩ vậy là đủ rồi, cũng đủ được rồi. Rồi thì bây giờ nghe thầy muốn một vài yếu tố như sau. AEBG là hình bình hành ha, thầy quên nói. Rồi thì bây giờ các bạn hãy cùng nhìn với thầy như sau, đó là gì? Bây giờ thầy nối A với FE lại với nhau ha. Thì bây giờ về cái bài toán này thật ra chứng minh thật sự rất là dễ dàng. Khi chúng ta đi qua bài 3 thì bài 4 thật sự chứng minh rất là dễ dàng. Các bạn hãy quan sát cho thầy cái góc một vạn này. Đó là góc ADB. Nó hoàn toàn bằng góc ACB. Vì lý do là tứ giác ABCD nội tiếp. Hai góc này là hai góc cùng chẳng cùng AB. Tiếp theo góc màu vàng của ứng với đỉnh D này của thầy cũng sẽ bằng góc màu vàng ứng với đỉnh A này. Lý do rất là đơn giản thôi. Đồng vị đúng không các bạn? Vì GA song song với BE. Đúng chưa? Tiếp theo là góc màu vàng ứng với đỉnh C của thầy sẽ bằng góc FBS, GBF. Đúng chưa? Bởi vì lý do là đồng vị luôn. Đúng chưa? Và sau khi chúng ta vẽ xong điều này, các bạn nhận ra được cho thầy điều gì không? Đó là như bài lúc nãy chúng ta đã có được. Đó là tam giác FAB có điểm G nằm phía trong tam giác. Cho nên chúng ta có là gì? Và sao cho cái góc GAF bằng góc GBF. Đúng chưa? Tương tự và chúng ta lại dựng hình bình hành BEAG thì thầy hoàn toàn có thể sử dụng bài lúc nãy để thầy suy ra được góc AFE là góc này. Sẽ bằng góc GFB là góc này. Được chưa? Thầy sẽ viết lại một cái câu thật là ngắn gọn thôi. Đó là gì? Như bài trước,
Nếu mà các bạn muốn chứng minh thật sự cũng đơn giản thôi. Các bạn có hình bình hành F AGBN là hình bình hành rồi. Quy tắc của các bạn sẽ nhận dựng một hình bình hành khác. Đó là FGAN. Các bạn dựng lên và các bạn chứng minh hoàn toàn tương tự. Ta có thể suy ra được đó là góc gì? AFE sẽ bằng góc gì? GFB. Đúng không ạ? Hai góc này bằng nhau. Tiếp theo đó là gì? Chúng ta bằng các tính chất của hai đoạn thẳng, hai đường thẳng song song. Ta hoàn toàn bạn suy ra được góc gì? Góc ADB bằng góc gì? Góc ACB là đây là hai góc nội tiếp đó, bằng luôn góc FAG và bằng luôn góc gì? Bằng góc FBG. Đúng chưa? Đúng chưa? Bằng góc FBG. Rồi. Nếu mà bằng góc FBG rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nó đơn giản hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta còn quên một cái giả thiết nữa, đó là gì? Đó là H và E đối xứng với nhau qua AD. Thì hoàn toàn chúng ta có AD, tức là FD là đường trung trực của HE, cho nên ta hoàn toàn có tính chất đối xứng của đường trung trực này. Bây giờ các bạn hãy cùng với thầy xét cái điều gì? Đó là chúng ta xét tứ giác FGAH. Chúng ta cần chứng minh nó là tứ giác nội tiếp, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xét như thế này. Đó là góc FHA. Ta có góc FHA cộng với góc FGA là hai góc đối của một cái tứ giác ta cần xét là nội tiếp nếu mà bằng 180 độ. Coi như ta xong luôn. Đúng chưa? Tuy nhiên thì chưa có, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta cộng góc xem như thế nào. Chúng ta vẫn sẽ sử dụng tính giác góc ngoài vân vân và vân vân. Đúng chưa? FHA cộng FGA bằng gì? Bây giờ góc FHA thầy sẽ thay bằng góc FEA chứ hả? Góc FGA thì giữ nguyên. Được chưa? Góc FEA các bạn cùng quan sát với thầy. Góc FEA chính là góc ngoài của tam giác FEC. Cho nên sẽ bằng gì các bạn? Sẽ bằng góc ECF cộng với góc EFC. Còn cái góc FGA thầy giữ nguyên. Tiếp tục thầy sẽ tiếp tục thay thế nghe. Góc ECF thầy sẽ thay bằng góc gì? Bằng góc FAG. Vì sao thầy thay bằng góc FAG? Vì nó có màu vàng, thầy đã chứng minh như lúc nãy đúng không? FAG. Đúng chưa? Góc ECF thầy thay bằng FFAG. Tiếp theo, góc EFC là cái gì? EFC tức là góc màu đỏ cộng với miếng nhỏ đằng ở giữa. Tức là góc gì? Màu đỏ cộng với miếng nhỏ là góc gì? EFG đó. Thì thầy thay bằng góc gì? Bằng miếng nhỏ cộng với màu đỏ bên này, tức là góc AFG. Và cộng với góc FGA thì giữ nguyên. Và đến đây thì các bạn nhìn thấy được điều gì cho thầy ha? Rõ ràng thì các bạn thấy được là không cần nhìn vào hình. Hoặc các bạn có thể nhìn hình, các bạn cũng có thể thấy. Tam giác ABC có góc ABC cộng với góc BAC cộng với góc ACB. Thì không cần nhìn hình ta cũng biết bằng 180 độ. Đúng chưa? Và thầy có luôn, đó là điều phải chứng minh. Và các bạn thân mến, tuy nhiên bài toán này tuy là chúng ta giải rất là ngắn thôi, tuy nhiên chúng ta cần phải áp dụng cái kỹ thuật vẽ hình bình hành của bài trước đó. Đúng không hả? Thì bài toán này cũng là một bài tập rất là khó đấy. Nhưng mà nó kết hợp với những yếu tố như là vẽ hình bình hành, rồi yếu tố góc ngoài để chúng ta suy ra được. Yếu tố song song cũng có, yếu tố
cộng góc cũng có, chúng ta suy ra được điều phải chứng minh. Tứ giác nội tiếp nâng cao là như vậy. Thì vừa rồi thầy cũng vừa trình bày cho các bạn một số bài toán về tứ giác nội tiếp nâng cao. Hy vọng với những kiến thức này thì sẽ giúp được các bạn củng cố thêm được phần nào kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.